Chú mèo được mệnh danh là không thể bị đánh chìm. Chú mèo có tên Oscar lần đầu xuất hiện vào tháng 5 năm 1941 trên tàu chiến Bismarck của quân Đức và tham gia trong chiến dịch Reinerberg. Sau trận thủy chiến quyết liệt, Bismarck đã bị chìm dưới biển sâu và chỉ còn lại 118 người sống sót. Chú mèo Oscar mặc dù sống sót nhưng cậu phải trôi nổi trên biển bằng cách bám vào một tấm ván. Sau đó, tàu HMS Cossack của Hải quân Hoàng gia Anh đã phát hiện ra Oscar và cứu sống chú mèo này. Sau khi lên tàu, Oscar được thủy thủ đoàn coi là linh vật may mắn, nhưng không ngờ sau đó, tàu HMS Cossack của Hải quân Hoàng gia Anh bị tàu ngầm của Đức dùng ngư lôi tấn công. Tuy con tàu không bị chìm ngay, nhưng do gặp bão và một vụ nổ tại phòng động cơ đã kéo con tàu xuống đáy biển cùng toàn bộ thủy thủ đoàn. Bằng một phép màu nào đó, mèo Oscar vẫn sống sót và được trôi dạt đến bờ biển tại Gibraltar. Sau đó, Oscar đã được mệnh danh là Sam không thể bị đánh chìm và được đưa tới tàu sân bay HMS Royal. Tại đây, vận may của con tàu cũng không hơn hai con tàu trước là bao khi nó lại bị tàu ngầm của Đức đánh chìm vào tháng 11 năm 1941. May mắn là toàn bộ thủy thủ đoàn đều sống sót và đương nhiên có cả chú mèo Oscar. Sau khi tàu sân bay HMS Royal bị đánh chìm, Oscar được chuyển về tàu HMS Legion và nó đã nghỉ hưu trên đất liền ở văn phòng của thống đốc Gibraltar. Sau đó được một thủy thủ sống ở Belfast nhận nuôi. Chú mèo đã ra đi vào năm 1955.